Cậu bé này tên là Tề Nguyên, từng chứng kiến 37 người thân trong gia đình bị sát hại một cách tàn nhẫn. May mắn là cậu đã thoát được kiếp nạn đó và được một vị tiền bối tên là Quỷ Kiếm Sầu, một đại cao thủ của Ly Hận Cốc cứu sống đưa về giáo phái để nuôi dưỡng thành một sát thủ. 20 năm sau, cậu bé Tề Nguyên ngày nào giờ đây đã là một thanh niên cường tráng nhưng vẫn luôn mang trong mình mối thù tàn sát gia tộc. Anh không biết tấm bản đồ kia là kẻ thứ quái quỷ gì và kẻ nào đã sát hại 37 người nhà mình. Hóa ra 20 năm trước hoàng hậu tên Phan Kim Liên ở Tây Tạng muốn lật đổ vua của hai nước thì nhất định phải làm cho thiên hạ bạo loạn nên đã giao cho nhà họ Tề chế tạo một tấm bản đồ kho báu bằng đồng. Sau đó tung tin đồ rằng ai có được nó sẽ tìm ra kho báu của hoàng tộc vô cùng lớn. Để tăng thêm phần bí ẩn, Phan Kim Liên đã cho sát thủ giết chết 37 người trong gia tộc nhà họ Tề, cướp đi tấm bản đồ. Kể từ đó, tấm bản đồ cũng mất tích và trở thành một báu vật mà tất cả mọi người đều muốn có. Trong một lần bảo vệ giáo phái, Tề Nguyên đã bị kẻ thù chặt đứt cánh tay phải. Chính vì vậy, cốc chủ đã trao cho anh danh hiệu là Thanh Diện Tu La và một cánh tay Tu La, thần khí của Ly Hận Cốc. Là cánh tay bằng sắt nhưng lại có sức mạnh vô cùng lớn. Trong cánh tay cơ quan trùng trùng, chứa đựng 18 thứ vũ khí sắc bén. Lợi hại nhất phải kể đến đó chính là cú đấm Tu La, đó là thượng phát một đấm chết người. Bên cạnh đó, cánh tay có thể phóng ra ám khí lấy mạng đối thủ bất cứ lúc nào bằng những lưỡi dao sắc bén. Hay một thanh kiếm được cho là chém sắt như chém bùn, chém người như chém chả. Tuyệt vời hơn cả là tuyệt kỹ phóng dây thần trưởng, giúp Tề Nguyên di chuyển trên không như Spider-Man phiên bản Mao Trạch Đông. Sau 20 năm làm thợ lặn, nhận thấy thời cơ đã đến, Phan Kim Liên và cốc chủ Thái Tuế thống nhất với nhau, dùng tấm bản đồ kho báu đã thất truyền bấy lâu nay làm cho thiên hạ bạo loạn. Mụ ta đã bí mật trao cho một tên thái thú ở vùng biên giới nắm giữ, sau đó cho người loan tin ra khắp thiên hạ biết miếng đồng chứa bản đồ kho báu có thể làm thay đổi được cả thế giới đang ở trong tay hắn ta. Vua của Đông Tạng tên là Liệt Dương vô cùng lo lắng. Do kho báu nằm trong kinh thành của nước Đông Tạng nên nếu như tấm bản đồ rơi vào tay thế lực thù địch thì bọn chủ sẽ đánh chiếm Đông Tạng để khai thác kho báu. Để lấy lòng quân vương, thống lệnh cầm quân tên là Triệu Sấm đã xung phong lên đường tới biên giới lấy lại tấm bản đồ từ tay tên thái thủ. Có như vậy thì Đông Tạng mới tránh bị kẻ thù xâm chiếm, nhận thấy Triệu Sấm là thằng cơ hội. Anh trai của vua Đông Tạng là Thụy Vương lập tức tới Ly Hận Cốc, hắn gặp Kim La Thái Tuế, cốc chủ của giáo phái này để thuê sát thủ cướp lại miếng đồng bản đồ kho báu trong tay tên thái thủ vùng biên ải. Triệu Sấm cũng có mặt ở đó nên sẽ giết luôn cả hắn ta. Thụy Vương là quan lớn của triều đình, ngay lập tức cốc chủ đã nhận lời. Biết được tấm bản đồ kho báu do chính cha mình chế tác và cũng là nguyên nhân cả gia tộc bị sát hại, nay đã tái xuất giang hồ. Tề Nguyên liền đến gặp sư phụ mình là Quỷ Kiếm Sầu để xin ông nói với cốc chủ cho cậu thực hiện nhiệm vụ lần này. Sư phụ nói rằng, cốc chủ biết con liên quan đến tấm bản đồ này nên không cho con hành động mà đã cử sơn chọc đầu nhiều tóc đi thực hiện. Tuy nhiên, động lực sống của Tề Nguyên giờ đây chính là báo thù. Dăm ba cái thằng ca chủ hay cốc chủ cũng chả là cái vẹo gì đối với anh. Chính vì thế, ngày hôm sau, Tề Nguyên đã có mặt ở vùng biên giới. Sơn chọc đầu nhiều tóc theo lệnh của cốc chủ cũng đã tới nơi. Hắn cùng bốn anh em lập tức giả làm nghệ nhân múa rồng để chờ thời cơ hành động. Dựa vào những bước di chuyển ảo diệu, Sơn chọc cho đặt những quả bom vào trong các trụ đèn bên cạnh. Tề Nguyên ở trên cao cũng đang quan sát mọi việc và chờ thời cơ. Lúc này, Triệu Sấm đang ngã giá trả tên thái thú 100 lượng vàng để đổi lại tấm bản đồ, nhưng hắn ta vẫn không đồng ý. Bất ngờ, đầu rồng phun lửa tấn công định biến lũ triều đình thành món nướng bóng đêm. Những quả bom phía ngoài cũng đồng loạt phát nổ. Cuộc tấn công của sát thủ Ly Hận Cốc chính thức bắt đầu. Thương vong vô số, người dân chạy toán loạn như ong vỡ tổ, Sơn Chọc và bốn sát thủ khác cũng xuất đầu lộ diện. Cung phu kiếm pháp quả nhiên là một thế mạnh của các thành viên giáo phái, tuy nhiên thứ vũ khí đáng sợ hơn cả lại chính là ám khí. Triệu Sấm là thống lệ cấm quân nên võ công cũng không hề đơn giản, đã tiễn luôn một thằng đeo mặt nạ xuống âm ti. Thời cơ đã tới, Tề Nguyên liền xuất đầu lộ diện. Anh bay từ độ cao 500m xuống một cách ảo ma Canada. Bàn tay Tu La phóng xích sắt bám vào trụ đền giúp anh đáp xuống như một vị thần. Hệ thống ám khí được khởi động phi nhanh như chớp về phía Triệu Sấm, nhưng chỉ lấy được mạng mấy thằng râu ria đối đầu với hắn ta. Bàn tay Tu La lại truyền thành một thanh kiếm sắc nhọn chém bay chàng hạt của Triệu Sấm, nhanh chóng giành thế thượng phong đá hắn lăn ra đất. Tề Nguyên đang định tiện hắn lên bàn thờ bốc xôi thì đột nhiên một thằng Tây Ba Lô xuất hiện tấn công anh tới tấp dồn dập nhanh như vũ bão. À không, phải là bốn thằng mới đúng, thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khi lao xuống đánh hội đồng Tề Nguyên. Xem chừng chúng không phải là các cao thủ tầm thường mà cực kỳ lợi hại. Bốn đánh một không chột cũng què, Tề Nguyên đành dùng kế đánh lẻ nên liền bay lên trên cao để dụ từng thằng vào một. Một trận một thì bọn này không có cửa với anh. Ở phía dưới, Sơn Chọc đã bị một thằng khác cho một kiếm nhập quan đang xuất khỏi bộ phim. Thấy tình hình không ổn, Tề Nguyên dùng bàn tay Tu La tóm lấy đầu rồng rồi ra chiêu Hàn Long thập bát trưởng khiến bụi bay mù mịt, tạo thời cơ để sau đó tẩu thoát. Mấy thằng kia hạ được chú rồng thì chỉ còn đúng cái nịt mà thôi.
Cuối cùng thì bản đồ vẫn trong tay tên thái thủ, Triệu Sấm thì vẫn bình yên vô sự. Sơn Trọc và bốn sát thủ còn lại của Ly Hận Cốc thì đã xuống âm ti tiếp tục hành nghề ăn cướp. Tề Nguyên lúc này đang phải rời đi, chờ thời cơ khác đoạt lại tấm bản đồ. Tối hôm đó, tên thái thủ ăn mừng giữ được cái mạng của mình nên liền gọi mấy em đào đến thưởng nguyệt. Xe đắm một mỹ nhân chân dài tới nách, hắn liền cho gọi vào phòng hỏi thăm sức khỏe. Trong lúc khám nghiệm tử thi, cô ta liền rút một chiếc châm độc trong miệng ra rồi đâm vào cổ tên thái thủ. Dù cho trăm khéo ngàn khôn, gặp phải thần côn tụt dốc không phanh, bốn sát thủ của Sơn Trọc cũng không lợi hại bằng bắp đùi của mỹ nhân. Lấy được miếng đồng có khắc tấm bản đồ, cô nàng tưởng rằng ma không biết quỷ cũng chẳng hay mang về lĩnh thưởng. Ai dè Tề Nguyên đã quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, biết là không thể che giấu thân phận. Cô ta từ từ gỡ lớp hòa trang xuống để lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác. Thì ra chị đẹp này là Xanh Xanh, một sát thủ của Ly Hận Cốc mà cốc chủ phái đến. Tề Nguyên là bề trên nên đã ép cô ta giao cho anh tấm bản đồ. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến một âm thanh đáng sợ, máu bắn lên cửa sổ. Đó là Bạch Vô Thường, một cao thủ có số má tầm cỡ của Ly Hận Cốc, được cốc chủ phải đến lấy miếng đồng và bắt Tề Nguyên về trị tội. Thì ra trước đó, cốc chủ đã dặn sư phụ Hủy Kiếm Sầu không cho anh tham gia vào nhiệm vụ ám sát Triệu Sấm. Tuy nhiên Tề Nguyên vẫn trái lệnh, tự ý hành động làm hỏng kế hoạch nên đã bị quy tội phản lại giáo phái. Đứng trước một bậc tiền bối như Bạch Vô Thường, Tề Nguyên biết mình không phải là đối thủ của hắn ta nên đã nghĩ ra diệu kế. Anh đề nghị hai người đấu tay đôi bằng kỹ năng phóng ám khí xuyên qua cửa sổ. Ai nhanh tay hơn sẽ giành phần thắng cũng như quyết định thằng nào được sống và thằng nào phải chết. Dĩ nhiên, với võ công của Bạch Vô Thường, hắn đã tiểu lý phi tiêu nhanh hơn và trúng ngay vào bóng người phía sau cánh cửa. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã dẫn theo cô nàng Xanh Xanh leo nóc nhà bỏ chạy mất hút từ lúc nào không hay. Nhưng ai là người đã trúng phi tiêu, khi Bạch Vô Thường phá cửa phi vào thì ngớ người khi ám khí của mình lại găm vào tên thái thú chứ không phải Tề Nguyên. Hắn ta võ công cao nhưng y quy hơi kém, đầu hai thứ tóc vẫn bị thằng trẻ danh nó lừa. Thoát khỏi lưỡi hái của Bạch Vô Thường, Tề Nguyên định dẫn người đẹp cao chạy xa bay, ai dè cốc chủ lại phái một cao thủ khác đến. Đó chính là Quỷ Kiếm Sầu, sư phụ của anh, ra tay thì không nỡ mà không ra tay thì trái lệnh giáo phái. Cuối cùng, Quỷ Kiếm Sầu đành xuất đao nhưng chỉ là diễn trò nhằm qua mắt cốc chủ. Ông bảo Tề Nguyên hãy phóng tiêu về mình để tạo hiện trường giả là ông thua trận. Sau đó, sư phụ bảo anh mau chóng rời đi. Tề Nguyên không biết nói gì, chỉ biết dặn sư phụ nhớ bảo trọng, đợi ngày ăn cỗ cưới. Tề Nguyên cùng Xanh Xanh trải qua chuyện này thì tình cảm ngày một nồng nàn, cộng thêm đúng lúc hết tiền nên hai người chỉ thuê có một phòng. Tuy nhiên gái gú chỉ là phù du, thầy u mới là tất cả. Sáng hôm sau, anh nói với người đẹp, chúng ta đường ai lấy đi không cần gặp lại để anh còn chuyên tâm báo thù. Trước khi đường anh lấy đi, Xanh Xanh đưa Tề Nguyên xem tấm lệnh bài ghi nhiệm vụ mà cốc chủ giao cho cô. Bên trong viết, sau khi lấy được bản đồ kho báu thì hãy đến Bát Tiên Lâu. Để điều tra bí mật của tấm bản đồ, Tề Nguyên liền có mặt tại Bát Tiên Lâu. Tại đây người đợi anh không ai khác là anh trai của vua Đông Tạng, người đã thuê Ly Hận Cốc, giết Triệu Sấm và cướp tấm bản đồ. Tề Nguyên biết hắn muốn gì nên liền đưa tấm bản đồ ra. Nhưng anh phải hỏi một câu, mấy thằng sát thủ do đứa nào phải đến? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai, không mở cái mồm thối ra thì đừng hòng sờ vào tấm bản đồ. Thụy Vương cười đều rồi trực tiếp ngả bài, lấy con tin là Xanh Xanh ra uy hiếp. Nếu chú thích, anh sẽ cho nó xuống làm ô xin cho Diêm Vương. Đúng lúc thời khắc ngàn cân treo sợi lông nách, thì bỗng dưng ám khí từ ngoài vèo vèo bay tới xin luôn cái mạng của Thụy Vương. Xanh Xanh hóa nguy thành an vừa từ cõi chết trở về. Một chiếc áo choàng từ ngoài bay vào tấn công quân triều đình một cách đầy ảo diệu. Bay qua thằng nào là thằng đấy nhận được một vé đáp chiếu tại trận. Đúng là võ công của Tàu Khựa khiến tại hạ bái phục. Thì ra sau khi cả Bạch Vô Thường và sư phụ Quỷ Kiếm Sầu đều không bắt được Tề Nguyên về trị tội, cốc chủ đã phái một đại cao thủ khác mang danh Hắc Vô Thường ra tay. Lần này, Tề Nguyên không thể chơi bẩn để tẩu thoát được nữa, nên đành phải dùng cánh tay tu la của mình để đối đầu với tuyệt kỹ của hắn ta. Tuy nhiên đang hay thì đứt dây đàn, phía bên ngoài quân binh ào ào kéo đến bao vây từ phía. Một con ruồi chắc cũng khó có thể thoát khỏi nơi này, thì ra đó là đội quân của nước Tây Tạng cũng đã có mặt góp vui. Cầm đầu chính là mụ già Phan Kim Liên, mụ ta tự tay tung tấm bản đồ ra làm náo loạn thiên hạ, nhưng lại điều động binh mã để cướp nó về. Đây có lẽ là một chiêu bài trong kế hoạch của mụ ta với tên cốc chủ Ly Hận Cốc. Tề Nguyên nói rằng, tao với mày không thể làm mất mặt Ly Hận Cốc được. Chính vì thế, hai người sẽ tạm gác ân oán lại và cùng nhau chống lại mụ già Phan Kim Liên. Ngay lập tức, chục thằng kỵ binh mang theo nỏ thần của An Dương Vương tiến lên trên lầu. Tề Nguyên sẽ là người thể hiện tài năng trước, bọn này đường bê tông không đi lại đâm sầm vào bụi rậm. Chúng đã lỡ xa chân và trận pháp bắt tiên của Tề Nguyên đã bày ra trước đó. Từ phía trên, anh sử dụng cánh tay tu la cùng hệ thống dây cáp điều khiển các tượng thần di chuyển tấn công lũ cửa hó này. Thằng nào thằng đấy bị vả cho sấp mặt, đầu óc chóng váng mà không thể nào phản kháng. Tuy nhiên, đó chỉ là màn dạo đầu, bất ngờ Tề Nguyên xuất đầu lộ diện.
Dù bọn chúng tên nào tên ấy đao kiếm đầy mình, nhưng cũng chẳng là tác giả tác phẩm gì đối với anh. Đã đến lúc anh cho chúng biết thế nào là lễ độ, bàn tay Tu La được phóng ra một đấm chết tươi. Trên thế gian, kẻ chống lại được cánh tay này dường như không có. Ngoài sức mạnh thì sự linh hoạt cũng khiến người khác trầm trồ. Mụ già Phan Kim Liên thấy quân mình bị giết lại không hề tức giận mà nở nụ cười khen ngợi. Sát thủ Ly Hận Cốc quả nhiên lợi hại. Đúng là con hát mẹ khen hay, chưa muốn kết thúc màn kịch này. Mụ ta lại cho chục thằng kỵ binh mang theo nỏ thần xông vào. Lần này đến lượt tiền bối Hắc Vô Thường sẽ thể hiện tài năng của mình. Áo choàng ma của hắn ta chui tọt vào trong một chiếc tủ, kỵ binh vây quanh thì ngay lập tức. Một thằng bị lôi cổ vào trong làm thịt, bọn chúng hoảng loạn liền phóng tên nhưng có khác gì mũi đốt inox đâu. Tiếp tục mở cửa thì một thằng tiếp theo bị Hắc Vô Thường tiễn xuống suối vàng. Một chiếc ô tí hon bất ngờ từ bên trong lăn ra, cơ quan được kích hoạt, chiếc ô bỗng trở thành khổng lồ. Đó chính là đoạt mạng Âu Dương Ô vô cùng lợi hại, ám khí phóng ra từ phía thì năm kỵ binh không kịp trở tay toi luôn mạng. Lúc này, Hắc Vô Thường mới xuất đầu lộ diện, đứng trước cao thủ của Tây Tạng. Ông dùng cây dù như một chiếc khiên bảo vệ nhưng vẫn có thể tấn công mãnh liệt. Không những thế, ông ta còn rút ra thanh đoản kiếm từ cái dù, sau đó chính thức bắt đầu đại khai sát giới. Không một động tác thừa, phóng kiếm ra đâm xuyên qua tim kẻ địch rồi thu kiếm lại như một soái ca. Chỉ trong phút chốc, Hắc Vô Thường đã lấy mạng được 10 cao thủ của đối phương, hai đội quân một đi không trở lại. Mụ già Phan Kim Liên không muốn chơi đùa thêm nữa, nên ra lệnh cho cung thủ bên ngoài thưởng nóng cho bên trong một cơn mưa loạn tiễn. Không dừng lại tại đó, những chiếc nỏ khổng lồ bắn mũi tên kèm theo dây cáp cũng được phóng vào bên trong, sức tàn phá là vô cùng lớn. Phút chốc ngôi nhà gỗ đã bị bắn nát như tổ ong bắp cầy. Hắc Vô Thường trượng nghĩa bảo Tề Nguyên dẫn gái rời đi, tuy nhiên anh lại kính lão đắc thọ xin ông ở lại nghênh chiến. Những mũi tên đã găm vào chủ nhà, mụ già Phan Kim Liên cho chiến mã kéo căng dây cáp hai bên nhằm phá tan ngôi nhà. Chỉ phút một, lầu hai đã bị tách làm đôi, chỉ còn lại mỗi Tề Nguyên và Xanh Xanh ở lại. Anh bảo cô nàng mau chóng chạy đi để anh một mình ứng chiến, đỡ vướng tay chân để còn dễ đánh. Tuy nhiên, Xanh Xanh vẫn cố tình ở lại giúp sức cho chàng, đúng là đứng sau người đàn ông thất bại luôn là con đàn bà ăn hại. Khống chế được Xanh Xanh thì Tề Nguyên cũng đành đưa tay chịu trói, hai người được đưa về Tây Tạng. Tại đây, mụ già Phan Kim Liên lại triển khai bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Mặc dù đã nắm được miếng đồng bản đồ trong tay, nhưng bà ta lại muốn Tề Nguyên giúp bà ta một chuyện. Đó là giết chết vua của nước Đông Tạng là Liệt Dương. Tề Nguyên nói, tại sao tôi phải nghe lời của bà? Phan Kim Liên nói rằng, vì ta có thể cho người biết kẻ nào đã tàn sát 37 người trong gia tộc nhà ngươi, để tạo thời cơ cho Tề Nguyên ra tay hành thích Liệt Dương của Đông Tạng. Bà ta đã lấy miếng đồng bản đồ làm mồi nhử, sau đó hẹn gặp hắn ta để lập kèo chung tay cùng nhau khai thác kho báu. Do kho báu nằm trong kinh thành nước Đông Tạng, chính vì thế Liệt Dương lập tức chốt kèo. Vừa bảo vệ được kinh thành của mình mà vừa có tiền ăn chơi nhảy múa thì tội gì đúng không anh em? Bò Húc vua của nước Tây Tạng và Liệt Dương vua của nước Đông Tạng lập tức kết nghĩa huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chạy. Tề Nguyên đứng ở phía sau chờ thời cơ, Triệu Sấm lần trước tí hẹo, nay cũng có mặt ở đây. Thì ra trước khi đi, Liệt Dương đã dặn Triệu Sấm đợi cơ hội ra tay sát hại Bò Húc. Khi hắn ta bưng ly rượu lên mời Bò Húc để tiện ra tay, thì bất ngờ một lão già gầy đàn bỗng kích hoạt cơ quan, đèn nổ tung tóe tạo lên một khung cảnh hỗn loạn. Lão già tiếp tục phóng một cây đinh cắm vào cơ quan, cửa lớn bỗng đám sầm lại, nhốt đám thị vệ vào trong. Dây thép được khởi động, bật ra lia đứt hết người của bọn chúng. Chỉ trong nháy mắt, 20 thị vệ đã máu chảy đầu rơi. Sau cánh cửa, đám sát thủ Ly Hận Cốc bất ngờ hiện thân. Chúng điên cuồng chém giết khiến đám thị vệ còn lại không kịp trở tay. Tề Nguyên xông ra yểm trợ, Xanh Xanh nhân cơ hội đã lấy lại được miếng đồng từ tay Liệt Dương. Lão già gầy đàn ban nãy lúc này cũng cầm đao xông lên tấn công Bò Húc. Tên thuộc hạ lao ra ngăn cản thì bị lão ta chém đứt một cánh tay. Dĩ nhân Bò Húc võ công cũng chỉ là tuổi tí so với hắn ta mà thôi. Bị đâm một phát thối nát tim gan, lão già định đâm chết thằng nước tăng lực Bò Húc. Thì Tề Nguyên tiểu lý phi đao đến cứu, hai người chém nhau một trận không phân thắng bại. Tề Nguyên ném ra thuốc nổ, lửa cháy làm lão già mất đi mặt nạ. Thế quái nào lại là sư phụ quỷ kiếm sầu? Không kịp giải thích, ông chỉ kịp nói, hãy đến Gia Phát Hồng Lâu để tìm ta, sau đó quỷ kiếm sầu đánh chuồn là thượng sách. Triệu Sấm thấy Bò Húc đang trọng thương thì liền giả vờ xông tới cứu giá. Ai dè hắn lại tặng Bò Húc một dao học máu chết luôn tại trận. Mụ già Phan Kim Liên nhìn tướng công bị giết mà lòng đau như cắt. Dù gì cũng ăn nằm với nhau đã 20 năm nên cũng đã nảy sinh tình cảm. Kế hoạch của mụ ta là giết Liên Dương, vua của Đông Tạng, là giáo chủ của Ly Hận Cốc, thì ra sau khi từ bỏ đứa con gái ruột của mình, Phan Kim Liên về làm hoàng hậu của nước Tây Tạng. Còn cốc chủ Thái Tuế thì trà trộn vào hoàng cung làm thống lệnh cầm quân lấy tên là Triệu Sấm. Hắn ta vừa làm cốc chủ, vừa làm quan trọng triều, những lúc ở Ly Hận Cốc. Hắn luôn đeo mặt nạ, nên chẳng ai biết mặt mũi của hắn ra sao nên không bị lộ. Phan Kim Liên trách Triệu Sấm tại sao lại giết Bò Húc. Tuy nhiên,
một thằng ăn nằm với vợ mình 20 năm thì Triệu Sấm sao có thể không ra tay giết được, đúng không nào? Biết được Tề Nguyên đang nghe lén trên nóc nhà, cặp đôi không hề để lộ Triệu Sấm là cốc chủ cho anh biết mà lại đánh lạc hướng. Mụ già Phan Kim Liên hỏi rằng, sát thủ của Ly Hận Cốc đã từng ám sát chàng, tại sao hôm nay lại ra tay giúp chàng? Triệu Sấm nói, Liệt Dương chính là cốc chủ, mọi chuyện đều một tay ông ta điều khiển. Tề Nguyên nghe thế thì liền dính bẫy, nghĩ ngay Liệt Dương chính là kẻ đứng sau tất cả. Lập tức anh tìm đến phòng ông ta để tra hỏi. Lúc này, Triệu Sấm cũng có mặt và dùng hàng nóng để khống chế anh. Từng rằng hắn sẽ động thủ với Tề Nguyên, ai dè hắn lại ra tay đâm chết Liệt Dương. Sở dĩ hắn lừa Tề Nguyên tới đây là để giá họa tội giết vua cho anh. Triệu Sấm dùng mõm chó hô hào người vây bắt Tề Nguyên. Đúng là thế gian này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Chỉ có sư phụ Quỷ Kiếm Sầu là chân ái và thật lòng với anh. Nhớ đến lời sư phụ đã hẹn mình tới rạp hát Hồng Lâu, Tề Nguyên liền chìm én tới gặp ân sư. Quỷ Kiếm Sầu lúc này cũng đã có mặt tại Hồng Lâu. Tuy nhiên người tới hỏi thăm ông lại là bốn thằng sát thủ, bọn chúng là những cao thủ không phải khổ vừa. Hơn nữa, Quỷ Kiếm Sầu thân cô thế cô một mình chống lại thì đương nhiên không phải đối thủ của bọn chúng. Khi ông đã gần đất xa trời thì giáo chủ của Ly Hận Cốc xuất hiện. Quỷ Kiếm Sầu bất ngờ phát hiện chuỗi hạt trên người hắn và Triệu Sấm giống nhau thì đã hiểu ra mọi chuyện. Ông muốn báo tin này cho Tề Nguyên nên đã nghĩ ra một cách. Đó là xin giáo chủ kết liễu mình. Nhân cơ hội đó, ông giật được chùm hạt trên quần của hắn ta. Tề Nguyên lúc này mới tới nơi thì đã quá muộn. Giây phút cuối đời, ông chỉ có thể nói cho cậu biết giáo chủ Thái Tuế và Triệu Sấm là một. Sau đó đưa tràng hạt của hắn ta cho anh. Anh mở một hạt to nhất ra thì thấy một bức thư viết rằng, sau khi nhận binh phù, ta sẽ điều động quân triều đình xóa sổ Ly Hận Cốc để không ai biết quá khứ của ta. Tề Nguyên cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Giờ đây, anh không chỉ muốn báo thù cho gia tộc, mà còn muốn báo thù cho sư phụ và biết bao anh em của Ly Hận Cốc đã bị Triệu Sấm hãm hại để phục vụ âm mưu độc chiếm thiên hạ của hắn ta. Anh lập tức quay về Ly Hận Cốc kể hết sự thật cho mọi người biết, để lên kế hoạch đánh thằng cốc chủ khốn nạn này. Do quân vương của hai nước đều đã chết, Triệu Sấm là người quyền lực nhất nên đã được sắc phong nắm giữ binh phù thống nhất binh quyền. Đây chính là mục tiêu của cặp đôi Triệu Sấm và Phan Kim Liên. Tuy nhiên giờ đây mụ già Phan Kim Liên đã hoàn toàn hối hận. Vì dục vọng ả ta mất đi thanh xuân và mất cả con gái, nhìn lại thì cái giá phải trả không đáng suốt 20 năm qua. Chính vì thế, khoảnh khắc Triệu Sấm nắm được binh quyền nhưng mặt bà ta lại cứ ngẩn ngơ. Lúc hắn chuẩn bị nhận binh phù trong gang tấc thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nổ. Vương phủ nở rộ như bắn pháo hoa, thì ra đó là hỏa dược của Tề Nguyên đã gài. Hơn nữa còn hô lớn Triệu Sấm làm phản, bá quan trong triều mặt xanh như đít nhái. Ông mày cũng không thèm giả vờ nữa, đại ca Triệu Sấm rút kiếm chém quần thần như chém súc vật. Bên ngoài, Tề Nguyên cùng tất cả các anh em của Ly Hận Cốc đã tới báo thù. Đối đầu với họ là bốn thằng sát thủ và cẩm y vệ, trận chiến chính thức bắt đầu. Những bậc tiền bối như Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường sẽ đấu với bốn thằng võ sĩ. Anh em còn lại sẽ đấu với cẩm y vệ của triều đình. Phía bên trong, Triệu Sấm đã giết chết tất cả các quần thần, chỉ còn hắn và mụ già Phan Kim Liên. Thấy Triệu Sấm đã bị quyền lực mê hoặc, Phan Kim Liên khuyên hắn dừng tay. Triệu Sấm nói rằng không thể nào 20 năm nếm mật nằm gai trả nhẽ vứt cho chó nhai sao. Phan Kim Liên khuyên bảo vô vọng liền móc dao ra tự kết liễu. Triệu Sấm xót thương khóc hết hai lọ thuốc nhỏ mắt mà lão đạo diễn đưa cho, nhưng vẫn không quên mở hộp chứa binh phù ra xem. Không ngờ trong đó không phải là binh phù mà là mặt nạ của Ly Hận Cốc. Tề Nguyên xuất hiện và nói, bất ngờ chưa thằng già. Tề Nguyên hỏi hắn rằng, nhẫn tâm bỏ con gái ruột mới sinh, đưa vợ cho thằng khác sơi 20 năm, giết chết bao thuộc hạ trung thành với mày ở Ly Hận Cốc, lương tâm của mày để ở đâu? Triệu Sấm thản nhiên trả lời, lương tâm ta đã bị chó nhai. Tề Nguyên cạn lời, hôm nay nhất định anh phải báo thù, cánh tay Tu La xuất ra thần kiếm. Tề Nguyên xông lên mở màn nhưng bị ăn ngay một đạp, anh tiếp tục phóng ra ám khí tấn công. Triệu Sấm bất ngờ xuất ra đôi cánh sắt, cản lại làm vỡ tan phi tiêu. Sau đó hắn vận khí đan điền, xuất ra song đao, không ngờ hắn lại lợi hại đến thế. Lần trước bị Tề Nguyên đánh cho bầm dập, chẳng qua chỉ là hắn giả vờ để che giấu thân phận thật mà thôi. Hai người bắt đầu trao dồi kiếm pháp, tuy nhiên đồ của hắn là hàng hiệu xịn hơn Tề Nguyên rất nhiều. Anh không thể đỡ được, bị hắn hất tung kiếm, cắm lên phía trên. Anh dùng sức mạnh của cánh tay Tu La, ném tượng đồng về phía hắn. Triệu Sấm cay cú xuất chiêu đại bàng tung cánh, vạn kiếm quy tâm. Tề Nguyên lăng ba vi bộ né đòn thì lại đúng vào mật đạo. Bốn cánh cửa sắt đóng kín tạo thành một chiếc chuồng chó. Triệu Sấm dùng đôi cánh sắt nhọn liên hoàn chém giành thấy thượng phong. Anh cố gắng đứng dậy thì bị ngột kiếm trên cánh của Triệu Sấm đâm xuyên ngực. Triệu Sấm định chặt đứt cánh tay Tu La thì bất ngờ anh dùng chiếc rìu nhỏ chém mù mắt của hắn ta, rồi dùng chiêu bàn tay long chảo thủ bắn hắn ra xa đâm vào thanh kiếm sắc nhọn cắm ở xa đó. Hắn chính thức về với đội của Diêm Vương. Thì ra chiếc rìu nhỏ mà Tề Nguyên sử dụng ban nãy chính là bản đồ kho báu mà anh đã mài sắc thành rìu, dùng chính nó để giết người tạo ra nó.
Phía bên kia các sát thủ đã bị hạ hết bởi Hắc Bạch Vô Thường nhưng thương vong thì quá nhiều. Còn một chuyện không ngờ tới Xanh Xanh chính là con gái của Triệu Sấm và Phan Kim Liên. Cô ta biết tất cả sự thật phía sau, biết cha mình là Triệu Sấm và là cốc chủ của Ly Hận Cốc, biết mẹ mình là mụ già Phan Kim Liên. Tuy nhiên, nàng ta không nói ra mà đã gài bẫy Tề Nguyên, giúp mình báo thù hai kẻ vì danh lợi mà vứt bỏ đi chính đứa con của mình. Lúc này cô ta ngỏ ý muốn ở bên Tề Nguyên nhưng anh từ chối. Một con người lòng dạ độc ác báo thù cả cha mẹ đẻ của mình thì sao anh có thể lấy làm vợ được. Sau đó, Tề Nguyên lên làm cốc chủ của Ly Hận Cốc và chấn chỉnh lại giáo phái theo con đường trượng nghĩa. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Tộc Mèo nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.